vô tình bị quay lén, nữ sinh gây sốt cõi mạng bởi nhan sắc tựa nữ thần tại lễ khai mạc hội thao. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn vài chục giây ngắn ngủi nhưng ngay lập tức khiến cộng đồng mạng chao đảo vì nhan sắc xinh đẹp nổi bật của cô gái. Một trong những ngày được học sinh, sinh viên yêu thích nhất trong quãng thời gian trên giảng đường đó chính là hội thao. Ngày mà tất cả mọi người không phải đi học, được xem các màn thi đấu kịch tính, lại còn là nơi hội tụ nhiều nam thanh nữ tú xinh đẹp. Mới đây, nhiều nam sinh tại Đại hội Thể thao của Học viện Thành Nghị thuộc Đại học Tập Mỹ, thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã có dịp ngẩn ngơ trước nhan sắc đẹp tựa nữ thần khi cô nàng bước đi dưới sân. Trong khoảnh khắc bị quay lén và tung lên mạng xã hội, nữ sinh này gây ấn tượng với vóc dáng và nhan sắc hết sức nổi bật. Cô nàng diện chiếc đầm đỏ với những đường cắt xẻ tinh tế làm tôn lên nước da trắng ngần. Đôi chân dài cùng dáng đi uyển chuyển khiến nữ sinh như sáng bừng cả góc sân. Giây phút khi nữ sinh vô tình ngước mắt lên nhìn vào ống kính càng khiến dân tình ngẩn ngơ hơn. Đoạn clip chỉ vỏn vẹn vài chục giây ngắn ngủi nhưng ngay lập tức khiến cộng đồng mạng chao đảo vì nhan sắc xinh đẹp nổi bật của cô gái. Rất nhiều lời khen cũng như thắc mắc về danh tính của nữ sinh xinh đẹp này. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng nữ sinh ăn mặc như vậy chỉ nhằm mục đích câu view, câu like vào ngày diễn ra hội thao. Theo tìm hiểu được biết, nữ sinh trong đoạn clip có biệt danh là Loli, hiện đang học năm 3 Đại học Tập Mỹ. Sở hữu chiều cao 1m68 cùng nhan sắc xinh xắn, bên cạnh việc đến trường, nữ sinh này còn là người mẫu tự do. Cô gái khá nổi tiếng trên mạng xã hội Douyin với gần 2 triệu lượt theo dõi. Trên kênh Douyin của mình, cô nàng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh xinh đẹp qua nhiều phong cách thời trang khác nhau và dĩ nhiều nhận được không ít lời khen của dân mạng. Về những ý kiến trái chiều trên mạng nói rằng nữ sinh đang cố tình câu view, câu like, Loli cho hay vào ngày diễn ra hội thao, cô giữ nhiệm vụ cầm bảng tên cho khoa. Thông thường, người giữ nhiệm vụ này sẽ mặc những trang phục lộng lẫy nhất để tạo ấn tượng và Loli không phải ngoại lệ. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.